Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Sau khi biết được chủ trương sẽ sáp nhập hai xã Tiên Tiến và Minh Tiến tại huyện Phù Cử, thời gian này chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. Năm 2023, sau khi về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí giáo dục, xã Tiên Tiến có dự định cải tạo nâng cấp nhà văn hóa xã và xây mới trụ sở làm việc công an xã. Tuy nhiên, khi biết được chủ trương sáp nhập xã, việc xây dựng đã dừng lại. Hiện xã đang rà soát lực lượng cán bộ với phương châm đảng viên, cán bộ gương mẫu đi đầu, tạo sự đồng thuận trong việc sáp nhập. Khi biết được chủ trương sáp nhập xã, thì bản thân tôi là một cán bộ công chức thì cũng hoàn toàn nhất trí với chủ trương của cấp trên. Theo kế hoạch, trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 sẽ hoàn thành việc sáp nhập xã, lấy trụ sở làm việc chính tại xã Minh Tiến hiện tại. Khi sáp nhập hai xã, sẽ lấy tên Tiên Tiến theo tên gọi xã cũ trước khi tách ra từ năm 1957. Chúng tôi là người dân ấy, rất phấn khởi vì là trước đây nó nhỏ, bây giờ nó lớn, đây mới Tiên Tiến thì nó rất là thuận lợi, mà hai xã là kề nhau. Nhân dân hầu hết là biết hết rồi. Chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ và lắm được các cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Hiện nay, xã Minh Tiến có diện tích đất tự nhiên là trên 600 hectare với khoảng hơn 6.000 nhân khẩu. Còn xã Tiên Tiến có diện tích đất tự nhiên gần 460 hectare với khoảng trên 4.200 nhân khẩu. Cả hai xã đều có diện tích đất tự nhiên dưới 3.000 hectare và quy mô dân số dưới 8.000 nhân khẩu theo quy định. Thời gian tới, chính quyền hai xã sẽ tổ chức các buổi họp dân lấy ý kiến người dân và vận động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong việc sáp nhập. Huyện Phù Cử cũng lên kế hoạch phân bổ lại lực lượng cán bộ xã để hoàn thành việc sáp nhập.